Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với Thời sự Thế giới của Lưu Điện Sài Gòn TV, gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Đầu tiên vẫn là thời tiết và nóng. Dạ vâng, thưa quý vị. Mặc cái áo là thấy nóng khủng khiếp nữa. Tại sao ta? Thế tức là áo xanh để cho nó mát mát chút xíu. Sáng sớm em không có thời gian, em nhắm mắt nhắm mũi, em quơ đãi cái nào em đi đó bây giờ. Vậy là bây giờ anh muốn em vô với cái áo này hay là mai em không vô luôn? Tại em phải mất thời gian tìm áo đó cho nên vô không có được. Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, thời tiết hôm nay sẽ tiếp tục nóng hơn ngày hôm qua rất là nhiều luôn thưa quý vị. Bởi vì hôm nay đó ở Westminster và Garden Road, nhiệt độ có thể lên đến 95 độ là cao nhất. Còn đi về phía Inland Empire, rồi Riverside, San Bernardino, hôm nay có thể 99 cả trăm độ. Và hôm nay là giới chức họ đưa ra cái khuyến cáo là excessive heat wave, đó là chẳng hạn như là người lớn tuổi nè, những người có sức khỏe yếu, rồi con nít thì không có nên đi ở ngoài trời mà nên ở trong nhà, hoặc là nếu có đi đâu thì phải liên tục ở trong bóng mát thưa quý vị, và nhớ uống nhiều nước bởi vì cái thời tiết ngày hôm nay nó rất là nguy hiểm. Bên cạnh đó quý vị cũng nghe nói là các giới chức bắt đầu khuyến cáo mọi người là có đi đâu mà chở con nít đó, thì nhớ nhìn, đừng có bỏ quên con mình ở trong xe những cái ngày này. Và qua ngày mai đó thì quý vị thấy là nhiệt độ có giảm nhẹ nhẹ, xuống khoảng chừng đâu còn 85 đến 86 độ, để rồi về dần cuối tuần đó thì giữ ở mức là khoảng từ 83 đến 85. Nói chung trời tiếp tục nắng rất là nóng thưa quý vị. May quá chúng tôi không có chiếc áo đỏ nào hết, nhưng mà phần lớn là mình lựa màu xanh mát mẻ để mặc gửi đến quý vị. Trong cái đó thị trường không có nóng, mấy ngày hôm nay tiếp tục nguội lạnh và mất thêm 163 điểm nữa trong ngày hôm nay. Lý do tin không vui tí nào. Quý vị, chúng tôi, người tiêu thụ trong một vài tuần lễ vừa qua không mua sắm, không đi mua nhiều. Và họ quay sang, thay vì đi mua sắm những cái đồ lặt vặt đó, họ quay sang chỉ có sử dụng các dịch vụ. Mà phần lớn dịch vụ gì thưa quý vị? Đi du lịch, dịch vụ thuê mướn xe, vân vân và vân vân. Và vì thế, cái khu vực mà về xăng, về dầu hỏa, về du lịch và nói chung là giải trí đó thì không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà những cái cổ phiếu liên quan đến hàng bán lẻ đó thì bị ảnh hưởng ngày hôm nay. Vì lý do số người tiêu thụ đi mua sắm đã giảm hơn so với một tháng trước. Và cái tin tức này đã khiến cho cái mối quan tâm của giới đầu tư về lạm phát thực sự là có. Và ngày hôm nay đã chứng minh được cái chuyện mà giá cả tăng do lạm phát đã khiến cho người ta khi mua sắm đó giảm được cái chuyện mua sắm của mình. Nhất là thịt, quý vị để ý đi, vào trong chợ mà thấy những loại thịt bò nó tăng giá hơn nhiều so với vài tháng trước đây. Đó chỉ mới nói riêng với thịt bò, thịt gà nói chung đều tăng giá cả. Và ngoài cái chuyện thịt, những cái món ăn mà bình thường chúng ta mua từ năm ngoái nó giá nó rẻ đó, năm nay không còn giá nó nữa, tăng lên. Và vì cái ngân sách của mỗi một gia đình, nhất là những gia đình mà họ có ngân sách giới hạn nữa, thí dụ một tháng họ chỉ có 100 đồng để chi tiêu, thì bây giờ nó giá tăng lên, thì điều đó có nghĩa một là họ lựa những cái gì nó rẻ hơn, hay là mua ít lại. Và cái chữ mua ít lại đó đã khiến gây ảnh hưởng đến cái thị trường chung ngày hôm nay. Dow Jones xuống 165 điểm, Nasdaq xuống 71 điểm, S&P 500 xuống hơn 10 điểm. Ngược lại thì bên thị trường châu Á có cái sự lẫn lộn, trộn lẫn, Nikkei thì lên được 279 điểm, hồi phục
sau hơn một tháng qua bị tụt giảm. Hồng Kông xuống 203, Thượng Hải xuống 33. Hồng Kông và Thượng Hải, thị trường Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng, bởi vì điều đó cũng có nghĩa là quý vị lên trên Amazon mà thấy các mặt hàng mà mua mà giá nó tăng lên đó, người ta cũng giảm bớt cái việc tiêu thụ, ảnh hưởng chung. Như chúng tôi đã thưa đó, các khu vực về dầu hỏa thì tăng trong ngày hôm nay. ExxonMobil lên 2,5%, Occidental Petroleum tăng 2,3% và đẩy cái công trái phiếu lên hôm nay vì lý do giới đầu tư giảm bớt việc mua công trái phiếu và khiến công trái phiếu 10 năm tăng. Hôm qua là 1,48 hơn, hôm nay là 1,5%. Giá dầu lên 94 cent thưa quý vị. Và giá dầu sẽ còn lên nữa và giá xăng sẽ còn lên nữa. Xăng dầu gây ảnh hưởng đến mặt hàng tiêu thụ, những mặt hàng bán lẻ, bởi vì chuyên chở cũng sẽ tăng, khiến cho họ tính ra cái giá thành của một món hàng thêm một vài sen, cũng gây ảnh hưởng chung tới tình trạng lạm phát. Dầu lên 94 sen, 71 đồng 82 sen, vàng ngược lại xuống 5 đồng 2, cố gắng để đến được cái mức 1.900, nhưng mà không nổi trong cả mấy tuần lễ này thưa quý vị, vẫn ở mức ngày hôm nay 1.860 đồng 70 sen một troy ounce. Vâng thưa quý vị, và sáng ngày hôm nay thì tiểu bang California chính thức mở cửa trở lại. Chính quyền của tiểu bang đã gỡ bỏ rất nhiều những cái quy định liên quan đến giữ khoảng cách rồi đeo khẩu trang vân vân. Nói chung là muốn mọi người quay trở về với cái cuộc sống trước khi mà có. Theo một cuộc nghiên cứu mới nhất dựa trên blood sample, các mẫu máu lấy được ít nhất là cũng 4.000 mẫu máu của cái thời kỳ đầu tiên, quý vị còn nhớ năm 2020, những cái tháng đầu đó, tháng 1, tháng 2 là bắt đầu có cái chỉ dấu của coronavirus. Thì đến ngày hôm nay họ dựa trên các mẫu máu lấy thử nghiệm này xem lại và thanh tra thì họ mới thấy được là siêu vi khuẩn coronavirus đã xuất hiện ở Mỹ này trong cái khoảng cuối năm 2019 rồi thưa quý vị. Những cái tin tức đó để cho thấy rằng cái cuộc điều tra của chính phủ Biden vẫn đang tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân thực sự cái nguồn gốc coronavirus đến từ đâu. Bây giờ có nhiều lý thuyết lắm, như chúng tôi đã thưa đó, lý thuyết từ rơi, từ rắn cạp nong, từ con TT. Nhưng rồi bên cạnh đó có lý thuyết mà các khoa học gia của Mỹ về dịch bệnh hiện nay đưa ra, họ nghĩ rằng do con người tạo ra trong phòng thí nghiệm Vũ Hán. Thì bây giờ bắt đầu từ từ chúng ta sẽ thấy những cái tin tức liên quan đến nguồn gốc của coronavirus được hình thành. Và tin tức mới nhất ngày hôm nay họ nói để bắt đầu trở lại cái dấu tích, họ tiếp tục đi tìm kiếm những cái mẫu bệnh của coronavirus từ trong những người Mỹ, và để xem những người Mỹ này họ du lịch như thế nào. Thì đó là những cái cuộc nghiên cứu kế tiếp. Chúng tôi trả lại ngay sau phần quảng cáo, gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày.